Mà lý do để chú chọn Hoàng Long ở trên Hà Nội ấy, thì chú có thể chia sẻ cái lý do để chú chọn bên Hoàng Long đó. Thực ra chọn là thấy cửa hàng anh em là bán lên các trang mà có thể tin tưởng được. Còn thực ra mình không biết nghề, tất cả lòng tin thôi. Tin là uy tín của cơ sở đây, chứ còn mình không biết nghề mà ra cửa hàng kia thì người ta ghép cho mình những xong rồi xong tay đúng không? Đúng. Cái đấy thì nó cũng không quan trọng lắm, quan trọng chất lượng. Mà là đặc biệt nữa là cửa hàng là buôn một đổ một hãng. Đúng. Đấy. Có nghĩa là cùng một hãng hết. Cùng một hãng. Tất cả đều là hàng mới và cùng một hãng. Chứ còn hỏi vào cái gì cũng quá là không thích. Với cái câu. Xin chào tất cả bác và anh em. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh em đang có mặt ở Hải Phòng, đang ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng. Setup cho nhà anh Hiệp một cấu hình combo. Lịch trình trong ngày hôm nay thì anh em sẽ lắp 3 bộ tại Hải Phòng, An Lão, An Dương và Tiên Lãng, rồi sẽ quay về Hải Dương một bộ nữa. Bây giờ anh em bắt đầu đến An Lão để lắp cho anh Hiệp bộ combo đầu tiên. Đấy, cấu hình combo của anh Hiệp là gồm một đôi loa B12 đẩy X22 và một mic 321. Anh em đang cho hàng xuống. Hàng cứ dựng tạm xuống một góc đấy. Đây là nhà anh Hiệp. Quát chào cụ. Đây là nhà anh Hiệp đấy ạ. 21 nó về đây nhưng nó về thẳng Hà Nội. Là... Nhà nãy bố của anh Hiệp. Ưu tiên về ngoại khoảng 23, 25 ấy về đây. Về cứ làm hai lứa bốn cháu ở nhà ông bà chỗ mệt thì mẹ. Rồi các bác chờ giây lát nha, anh em cho hàng vào để lắp đặt cho nhà anh Hiệp. Và đây là cái không gian của nhà anh Hiệp đây các bác của anh em. Không gian này xếp một cấu hình B12 ở đây thì rất chi là tuyệt vời. Hiện tại thì anh Hiệp đang ở bên Nhật, có đặt trước cuối tháng 12 anh ấy về Việt Nam, có chú ở nhà. Đây là không gian rất chi đẹp. Cái gì? À, đôi này vào đây, cấu hình combo này vào đây thì tuyệt vời luôn. Review cho các bác và anh em tham quan cái không gian của nhà anh Hiệp. Rồi bây giờ anh em kỹ thuật bắt đầu setup cấu hình lên.
đêm đêm gửi mùi hương mùi hoa giữa nhà hương lượng hoa bình an đậm đà để đón con tên nhà làng cánh tận đến dàn hoa xứ quanh nhìn sáng chỗ nhớ thương thầm mơ ngày mai nữa đôi hôm qua đêm đêm gửi mùi hương mùi hoa sữa mẹ và hương tình yêu rụng vỡ một trời tím tím tơ thắm nhà ta vườn nhà tôi tình thân kiên cố mà làm sao là ngỡ mà để tình tôi giờ đây nhá, đây cái nút này là cái nút to nhỏ của nhạc này. Chú sấy nó có số số nhảy, chú sấy vùng tròn, cái này nó tự nó có số. Đấy. To nhỏ của nhạc này. Rồi. Đây là to nhỏ của mic này. Rồi. Ví dụ tầm này mà hát mà thấy nó hơi mệt thì chú có thể tăng lên một tí nữa. Rồi. Tăng dần lên một tí. Đấy. Cái này thì ít nhảy quá cũng tăng lên, cái này là thấy echo của nhạc này. Ít nhại đâu. Đây. Nhại thông thường để số cái tầm nào là được. Thông thường là mình cứ để tầm như này là đấy, nhớ cái số đây là chính này. Chứ mình nghe loa không chuẩn. Vâng. Nó ít nhại quá thì mình cứ tăng dần lên thôi. Ừ. Nếu không thì chúng cứ để mic như cả ba nhạc bằng nhau 3 năm được. Đấy, để cho nó dễ hát. Đấy. Mình sẽ sử dụng chính ở cái điều khiển này. Ừ. Cái điều khiển là những lúc này là cái lúc chuyển cổng tín hiệu. Khi mình cắm cái đường hình đường tiến vào con đẩy thì mình sẽ ấn vào cắm vào đâu mình sẽ chuyển đấy. Ví dụ như nó bắt Bluetooth từ điện thoại vào con đẩy thì mình sẽ phải chuyển Bluetooth. Ấn Bluetooth thì nó sẽ màu cam sẽ lên Bluetooth. Đấy. Nhà mình đang dùng cái cổng AUX này. Đấy. Hay là cắm thẻ nhớ ở đây thì mình sẽ chuyển MP3 thì nó sẽ ra MP3. Nó có thẻ nhớ để mà nhạc đi. Đấy. Hiện tại là mình không có thẻ nhớ thì nó sẽ không loát thế không bảo là khuyến mại đây thẻ nhớ không nhà nó không có thẻ nhớ đấy và đây là 6 chế độ hát này 6 chế độ mình sẽ hát chính ở chế độ M1 và M2 mic 1 mic 2 và nó sẽ dành cho những người mới tập hát và biết hát M3 thì nó lại dành cho người chuyên nghiệp hát chuyên nghiệp hơn đấy. Nghe nhạc thì chú ấn M4 chuyển sang nghe chế độ nghe nhạc. Đấy, M4 cái nút màu cam sẽ là M4. Bây giờ hiện tại chú nhớ cháu là ba chế độ này là hát và hát chính là M1 và M2. Nghe nhạc M4. Cái này thì nó cũng là nút to nhỏ của nhạc. Đấy. Nhỏ nhạc. Đây là to nhỏ của mic. Cộng là to trừ là nhỏ. Ừ. Đây là echo. Nó giống ba nút này. Ba nút này nó giống ba nút này, nó thay cái là mình dùng điều khiển mình sẽ từ xa được, và cái này phải đến tận nơi. Đấy. Còn ba cái này là giải bát chung chép, ví dụ chú nghe mà thấy nhiều bát quá chú phải giảm nó lên, hoặc là muốn ít bát quá thì tăng lên, giảm lên. Cái đấy cứ làm chuẩn đi. Đấy. Cháu chuẩn rồi. Rồi. Cháu sẽ cài chuẩn đến chế độ số chú rồi. Thế là muốn bật nhạc không rồi, thì về ban đầu bật từ đâu? Bây giờ nhá, bật nhạc thì chú lấy nhạc từ TV, một là từ TV xuống, hai là từ điện thoại vào thôi. Ừ. Hiện tại thì bây giờ là cái điện thoại của chú là
cháu đã kết nối bằng mã TV rồi. Bây giờ chú muốn mở là cứ mở đất bằng chú TV. Mở điện thoại lên cho nó phát qua TV là sao? Đấy. Cà phê đi. Nhạc cà phê không lời. Đấy. Nó sẽ ra bản này chẳng hạn. Ừ. Chú kích vào đây, nó sẽ hiện lên chữ phát. Phát. Chú là hiện ở đây. Ừ. Đấy. Thì TV nó sẽ hiện cà phê không lời. Ừ. Và chúng ta tăng nhạc lên. Cháu cài riêng cái số hát và chế độ nghe nhạc cho chú. Khi mà chú hát thì nó không bị tận. Và nghe nhạc thì nó sẽ giải mát, giải chép thì cũng còn nhiều hơn. Nhưng mình cài cái karaoke là chép cho nhiều hơn. Đấy. Đơn giản thôi đúng không? Từ 1, 2 là hát, 4 là nghe nhạc. Khi nào không nghe thì chú xoáy này phải không, chú tắt cho cháu đi. Chú theo dõi bên cháu được thời gian bao lâu rồi? Xem rồi mấy tháng rồi, có đợt này giờ mới sắp Tết rồi, có tiền rồi mới tính nhé. Thế chú nghe ở trên anh em live stream với cả ở trên những cái video của bên cháu ấy, thì nghe thực tế thì chú thấy chất âm của bên cháu như nào? Hiện tại là đã về nhà mình rồi thì chú thấy chất âm hiện tại chung cái này là chuẩn rồi, tin tưởng rồi. Vâng. Ban đầu ấy thì thực ra là vẫn cứ nghĩ làm mạng mua ship đấy là cũng ngại cái phần tin tưởng đấy. Thế nhưng mà khi tham khảo mà thấy là những cái người thì nó mua nhiều hơn nữa, người đã mua thì mình có 30 triệu có gì mà nó là bình thường. Người ra nó chỗ nào người ta thật người ta vẫn thật. Thế bây giờ là hiện tại bây giờ anh em kỹ thuật đã lắp đặt và bàn giao xong cho chú rồi, thì bây giờ chú đã thấy yên tâm chưa ạ? Rồi yên tâm rồi, cảm ơn. Thế còn đâu thì chắc là cái này chả có nói thật sự tới đi mua đồ không nghĩ bảo hành thì bao giờ. Không, bảo hành thì cơ chế bảo hành của bên cháu vẫn có chú. Ừ. Bảo hành 1 năm về chất lượng, lỗi 1 đổi 1, lỗi cái gì thì đổi đấy cho chú. Đấy, đầu điện này nó rất khó. Đúng rồi ạ. Đôi khi thì chẳng biết tại ông nào. Đúng rồi, đúng rồi chú. Chú Đông có thể chia sẻ cho cháu thêm một tí nữa là ở Hải Phòng là rất chi là nhiều âm thanh ấy, nhưng mà lý do để chú chọn Hoàng Long ở trên Hà Nội ấy, thì chú có thể chia sẻ cái lý do để chú chọn bên Hoàng Long đó. Thực ra chọn là thấy cửa hàng anh em là bán lên các trang mà có thể tin tưởng được. Còn thực ra mình không biết nghề, tất cả lòng tin thôi. Tin là uy tín của cơ sở đây, chứ còn mình không biết nghề mà ra cửa hàng kia thì người ta gắp cho mình những xong thì xong tay đúng không? Đấy. Đúng cái đấy thì nó cũng không quan trọng lắm. Đấy. Quan trọng chất lượng. Đấy. Mà đặc biệt nữa là cửa hàng là buôn một đổ một hãng. Đúng đấy. Có nghĩa là cùng một hãng hết. Cùng một hãng. Tất cả đều là hàng mới và cùng một hãng. Chứ còn hỏi vào cái gì cũng có là không thích. Với cái cấu hình combo của chú Đông là 28 triệu như này thì với hình thức và mẫu mã và chất âm chú đã nghe và chú đã thử nghe cả hát rồi thì chú đánh giá như nào? Nói chung là mua xong này là thấy ổn, không có gì phải năn tăn ấy nấy hết. Vâng. Ừ, được. Vâng. Thay mặt công ty thì được. Cháu cảm ơn chú Đông. Được. Chúc chú là nhiều sức khỏe, có nhiều được. Cái giây phút trải nghiệm bên bộ dàn của bên cháu. Cảm ơn anh em. Vâng. Sau này có ai là giới thiệu với bên cháu nha. Vâng. Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Ừ. Vâng.